thương đang dâng trào. Ngày hôm nay em đành quên, phải cố gắng bước qua, chẳng thể nói thứ tha. Người đi làm tim em buồn vì những tổn thương, ai gieo lâu nay vẫn nát rồi. Chỉ biết khóc cười vậy thôi. Nếu anh là em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn lần. Anh đi vào sâu tim em, giết chết yêu thương ở đây, sẽ còn mãi nơi này. Hình dung một người thay đổi, anh yêu vội thế, cứ thích buông lời trêu đùa, chẳng biết đâu thật tâm là ngọt ngào hay lừa dối. Đến bây giờ sau cơn mê, em mới thấu ra trong tim. Sau cơn mê